Bản cập nhật Chapella của Ethereum đã hoàn tất, mở ra những cơ hội mới trong thị trường DeFi. Khái niệm LSD, Liquid Staking Derivatives, đã xuất hiện từ lâu, giờ đây lại dần nở rộ ra một hình thái mới, Liquid Staking Derivatives Finance, LSDFi. Nổi bật nhất trong số đó chính là Pendle Finance, dự án đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng và có tiềm năng phát triển cực kỳ lớn. Vậy Pendle là gì? Pendle có những đặc điểm gì nổi bật? Hãy cùng ChoiCoinVN tìm hiểu về Pendle cũng như tầm nhìn, định hướng tương lai của dự án này nhé. Chào các bạn, mình là Trung đến từ ChoiCoinVN. Pendle là dự án DeFi cho phép token hóa và giao dịch trước phần lợi nhuận staking của mình trong tương lai, future yield. Với Pendle, lợi tức tương lai có thể được tách ra khỏi tài sản cơ bản của nó và được giao dịch độc lập. Pendle tập trung vào việc phát triển lớp phái sinh lợi nhuận này, mở rộng các cặp token được hỗ trợ, tạo độ sâu thị trường và phát triển hệ sinh thái. Là một giao thức phái sinh lãi suất, Pendle đưa thị trường phái sinh lãi suất tài chính truyền thống, TradeFi, trị giá hơn 400.000 tỷ USD vào DeFi, giúp mọi người có thể dễ dàng tiếp cận được. Hiện tại, Pendle Finance đang hoạt động trên phiên bản V2 và hỗ trợ trên 4 blockchain là Ethereum, BNB Chain, Optimism và đặc biệt là Arbitrum, với mức tăng trưởng Total Value Locked ấn tượng từ 7 triệu đô la vào tháng 11 năm 2022 lên đến 360 triệu đô la trong thị trường downtrend vừa qua. Pendle đóng vai trò là một trong những dự án hàng đầu và dẫn dắt lĩnh vực DeFi trên hệ sinh thái Arbitrum, song hành cùng hàng loạt gã khổng lồ khác như Uniswap, AV, Balancer hay là GMX. Sự đặc biệt trong sản phẩm của Pendle còn giúp dự án này trở thành một trong những dự án trả lợi suất cao nhất trên Arbitrum. Nhờ hiệu suất hoạt động ấn tượng cùng hiệu quả lợi nhuận mang lại cho người dùng cao, Pendle được chính hệ sinh thái Arbitrum trao phần tài trợ trị giá 2 triệu token ARB trong tháng 10 năm 2023, tương đương gần 3,6 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Qua đó mới thấy nhà Arbitrum đã chịu chơi cỡ nào khi sẵn sàng mang số tiền khủng đến kích thích các sản phẩm top đầu của mình. Đây chắc chắn là động lực vô cùng lớn để Pendle duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình hơn trong tương lai. Hiện tại, vị thế của Pendle trên thị trường crypto và DeFi là không hề khiêm tốn khi rất nhiều researcher hàng đầu thế giới đánh giá Pendle thuộc top blue chip của mảng DeFi và LSDeFi. So sánh với quy mô, Pendle cũng đang là dự án trong danh mục LSDeFi với vốn hóa top 1 thị trường theo số liệu thống kê từ CoinGecko. Không ngủ quên trên hào quang hiện tại, Pendle đã công bố việc phát triển sản phẩm cho mạng lưới ORT Liquid Restaking Token và ERTFi trong năm 2024. Có vẻ các nhà phát triển không giấu đi mục tiêu tiếp tục trở thành leader khi họ có thể khai thác cơ sở hạ tầng cũng như các mô hình sẵn có cho mảng ghép DeFi mới mẻ này. Reward Access cũng là một mục tiêu lớn mà Pendle dành sự quan tâm khi liên tục hợp tác và hỗ trợ cho các dự án Reward Access khủng Yondo Finance, Markdown và Frax. Ở khoản này, Pendle xin nhẹ cái top 3 trên danh sách top vốn hóa các dự án Reward Access chỉ sau Yondo Finance và Centrifuge nhờ sản phẩm đặc trưng liên quan đến LSD, LRT hay Reward Set của mình. Pendle là dự án không chỉ được ủng hộ bởi cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân, mà các tổ chức đầu tư cũng chọn Pendle làm nơi gửi chọn niềm tin. Nên biết rằng, lên đến 30% Total Value Lock của Pendle đến từ các tổ chức đầu tư nhờ những lợi ích mà Pendle mang lại trong quá trình quản lý lợi nhuận. Điển hình có thể kể đến A3 Global, một tổ chức đang quản lý 500 triệu USD, các loại tài sản crypto và các tài sản khác, đã tham gia triển khai cung cấp thanh khoản ETH trên Pendle. Như mình đã đề cập ở trên, mục tiêu và tham vọng của Pendle còn vô cùng lớn trong tương lai. Do đó, Pendle V3 đã được các nhà phát triển lên kế hoạch ngay trong năm 2024, khai thác thêm dòng tiền từ TradeFi của các narrative liên quan như Spot Bitcoin ETF và Spot Ethereum ETF. Theo hé lộ từ các Pendle Builder, phiên bản V3 sẽ là một hệ thống on-chain dành cho thị trường giao dịch lãi suất ký quỹ, bao gồm cả giao dịch lãi suất đến từ mảng TradeFi. Các nhà phát triển đang chuẩn bị từng bước thật kỹ càng để tiếp cận Interest Rate Swap của TradeFi và là dự án tiên phong mang điều này đến với DeFi. Đây không thể nào là một tin tức tuyệt vời hơn dành cho cộng đồng người dùng Pendle khi sản phẩm con cưng của họ ngày càng đa dạng và tiếp cận những lĩnh vực then chốt trong thế hệ DeFi tiếp theo. Và
Vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, Pendle đã nhận được 3,7 triệu đô trong seed round với sự tham gia bởi 22 quỹ và cá nhân có tiếng trong thị trường crypto như Husky Capital, Crypto.com Capital, Mechanism Capital, CMS. Ngoài ra, Pendle còn nhận được sự hậu thuẫn to lớn bởi nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng trên thị trường như Binance Labs, Bitcoin Ventures và mới nhất là Spartan Capital. Với sự đầu tư từ dàn investor khủng như trên, không chỉ là cho sự uy tín của Pendle mà còn là dấu hiệu rõ ràng về sự tin tưởng của các nhà đầu tư về tiềm năng của dự án. Hiện tại, Pendle Finance sử dụng 3 loại token trong nền tảng của mình, đó là Pendle Token, Ownership Token và Future Yield Token. Pendle Token là Native Token của nền tảng Pendle Finance. Ownership Token và Future Yield Token là hai token được min ra với thời gian đáo hạn cụ thể đại diện cho quyền thu nhập lợi nhuận trong tương lai. Về lịch phân bổ token như sau: 65,1% được phân bổ cho lưu thông, 19,2% cho quỹ hệ sinh thái, 10% cho ưu đãi, 5,7% cho nhóm. Số token được phân bổ cho nhóm sẽ được cấp cho đến tháng 4 năm 2023 với mức giảm 1,1% mỗi tuần cho đến tháng 4 năm 2026. Pendle Finance sẽ áp dụng mô hình lạm phát kết hợp từ Synthetix để áp dụng vào nền tảng của mình. 1,2 triệu Pendle sẽ được phân phối trong 26 tuần đầu tiên. Tất cả token trong tổng cung sẽ được unlock 100% vào năm 2 và đạt 251.061.124 Pendle. Trên đây là toàn bộ những thông tin tổng quan về Pendle Finance. Có thể thấy, Pendle đã chứng minh đây là dự án không chỉ luôn đổi mới về công nghệ mà còn sở hữu sức mạnh trong việc tạo nên những cơ hội mới đầy hứa hẹn trong thị trường DeFi. Không chỉ giới hạn ở việc cung cấp giải pháp Liquid Staking, Derivative và Pendle Earn, Pendle đã mở rộng hệ sinh thái của mình. Sự tích hợp của Pendle không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng trên blockchain, mà còn mở ra những cơ hội đầu tư mới, đưa DeFi gần hơn đến cộng đồng người dùng. Với các định hướng phát triển mà Pendle Finance đã đề ra, dường như dự án này đang chuẩn bị cho một sự bùng nổ đầy ấn tượng trong mùa uptrend sắp tới. Bạn có đánh giá như thế nào về Pendle? Nếu có bất cứ thắc mắc, bình luận nào muốn chúng mình giải đáp, hãy để lại comment ở phần bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình. Nhìn là chung, đến từ TradeCoinVN. Xin chào và hẹn gặp lại.